Chào buổi sáng, Biên Hòa ngày 25 Tết. Hôm nay thì mình đã có mặt tại Việt Nam các bạn, tại thành phố Biên Hòa để mà lên, bạn mình dẫn mình lên đây chơi rồi các bạn. Thì có một cái điều mình rất là thích, rất là vui khi mà về Việt Nam các bạn. Không biết là có bạn nào giống mình không, đó là mình thích cái sự ồn ào ở Việt Nam khi mà mình vừa về tới các bạn. Những cái tiếng còi xe, những cái tiếng người nói hay là những cái không khí mà nhộn nhịp ở đây các bạn, mình cảm thấy thật sự là nó một cái gì đó rất Việt Nam, mình rất thích điều đó, chứ không như ở Nhật các bạn. Ở Nhật mình cảm thấy là nó một cái sự im lặng đến đáng sợ luôn, đúng không? Cho nên là có nhiều bạn thì họ sẽ ngược lại, họ sẽ ghét cái sự ồn ào này nọ, nhưng mà ngược lại khi mà đối với mình á, mình về Việt Nam đúng không, mình cảm thấy cái sự nhộn nhịp ở Việt Nam, cái tiếng còi xe, cái tiếng rao bán, và đặc biệt trong cái dịp Tết này nữa, không, người người nhà nhà rồi ra ngoài đó các bạn, vui chơi giải trí rồi hàng hóa rồi hoa này nọ các kiểu nữa các bạn. Thật sự đó là một cái gì đó nó rất Việt Nam các bạn, và mình cảm thấy đúng rồi, đây chính là một cái Việt Nam rất là tuyệt vời của mình mà bao năm nay đúng không, còn mình đã không tìm thấy được ở cái nước ngoài các bạn. Thật sự là rất là buồn đó. Nên lần này về Việt Nam mà thì nghe được những cái sự nhộn nhịp này ở đây các bạn, mình cảm thấy rất là vui. Còn các bạn thì sao? Có thích cái sự nhộn nhịp ồn ào này không? Hay là các bạn thích cái sự bình yên, cái sự im ắng đến đáng sợ ở Nhật? Hãy comment cho mình biết nhé.